Xin chào mọi người, hôm nay tự nhiên ông chồng tôi nổi hứng. Em ơi, để anh nấu món mì ý hải sản đãi em nha. Bữa nay cuối tuần nè anh rảnh, mình nói ok, ngon lắm luôn đó nha mọi người. Nấu liền cái món này ăn là ghiền luôn nè. Hải sản mình khoái ăn cái gì mình cứ lượm thẳng tay về nha. Tôm, ngao, sò, bạch tuộc, bào ngư gì đó. Không đủ tiền gọi ông chồng ra trả tiền liền, đừng có mắc cỡ ngang. Còn rau củ quả thì mình khoái ăn cái gì mình cứ mua nó về. Nhà mình thì khoái ăn nấm với ớt chuông thôi, nên mình mua nấm và ớt chuông về mình xắt nhỏ ra nha. Và mình xắt nhỏ hành tím với lại tỏi, mình băm nhỏ ra để mình phi lên cho nó thơm đó mà. Dễ ợt à. Ông chồng tôi mà nấu được thì tôi nói ai mà không biết nấu ăn bao giờ thì cũng nấu được tuốt tuần tuột hết cái món này luôn đó. Bây giờ đi nấu mì ý, mình nấu cho nước sôi lên, mình để khoảng 15 phút là mì nó mềm rồi. Mình sẽ đổ ra rổ cho nó ráo rồi, chút nữa mình bày lên dĩa thôi nha. Bây giờ mình bắt cái chảo không dính lên nè. Chảo nóng rồi mình cho bơ lên để mình phi hành tỏi cho nó thơm. Nếu mà không có cái chảo không dính á, thì mình bắt cái chảo dính cũng được. Chút nữa mà ngồi rảnh không có gì làm đó thì mình ngồi mình gỡ nó ra cho nó đỡ buồn. Rồi mình xào hết rau củ quả vô cho nó hòa quyện với nhau cho nó thơm, thiệt là thơm nha. Bây giờ mình cắt cái con sò điệp này ra làm bốn nè, để mình từ từ thưởng thức nó cho được nhiều. Chứ mà để nguyên con á, mình mua mắc tiền mà mình nuốt một cái xuống, nguyên con xuống là mình chưa có thưởng thức được cái mùi vị của nó, mình sẽ uổng lắm. Bây giờ bắt cái chảo lên, sau đó mình sẽ bỏ bơ lạc vô và mình sẽ chiên vàng con sò điệp với lại con tôm lên, thiệt là thơm, chảy nước miếng chảy nước miếng. Sau đó mình sẽ rắp nó ra. Bây giờ mình sẽ cho cái sốt hàu này lên nè. Sốt này dễ lắm, ra siêu thị mua chỗ nào cũng có. Rồi mình sẽ trộn hết tất cả các nguyên liệu mà mình đã xào chiên rồi đó, mình sẽ trộn hết với nhau cho nó hòa quyện vào nhau hết. Thiệt là thơm quá à, thơm nức mũi luôn đấy mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ cái con vẹm xanh này vào nè. Tại mình mua nó không có con tươi đó, nên mình phải mua cái hộp này về bỏ vô luôn nè. Chắc là sẽ không bị đau bụng đâu. Bây giờ đợi nó sôi lên lại rồi mình sẽ nêm nếm lại cho hợp khẩu vị với gia đình của mỗi người nha. Sau đó thì mình sẽ cho ra dĩa và mình thưởng thức thôi. Bây giờ mình sẽ cho nó lên dĩa nè, nóng hổi, thơm phức mũi, chảy nước miếng chưa mọi người, thèm lắm luôn á, ngon lắm, nhìn là thấy ngon rồi đó. Ông chồng tôi nấu đó, không ngon cũng giả bộ nói là ngon lắm anh ơi, chứ không là khỏi ăn luôn nha. Rồi tối nay cho ngủ ngoài đường luôn đó. Nói giỡn chơi vậy thôi. Bây giờ mình lên làm hai dĩa nè, nhìn ngon hấp dẫn quá, thơm lắm luôn đó. Nếu mà có hành lá hay là ngò đó mình sẽ trang trí lên thì rất là tuyệt. Nhưng mà nhà mình không có ăn hành lá nó nên mình không có bỏ lên. Rồi hai vợ chồng làm hai dĩa nè, để khỏi đánh nhau giành ăn nè, chứ làm một dĩa đánh nhau giành ăn tơi bời luôn đó. Bây giờ mời mọi người thưởng thức nha, món mì ý xào hải sản cùng hai vợ chồng mình nha. Lâu lâu đổi khẩu vị ăn món Tây cho nó lạ miệng. Mình hay nấu mấy món Việt Nam á cho nó đậm đà hương vị. Chứ ăn mấy món Tây này lâu lâu ăn thì mới thấy lạ miệng, mới thấy ngon chứ ăn hoài ngán lắm. Còn mấy món Việt Nam mình á ăn quanh năm suốt tháng, mình thay đổi nhiều món á rất là ngon.